Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh YouTube của Di Động MV, chuyên mục bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu bác những sản phẩm của điện thoại Di Động MV trong ngày hôm nay. Và lần đầu tiên bác nào xem kênh của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video ở dưới clip các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ở dưới clip có một cái chữ đăng ký và các bác nhìn thấy cái chữ nút like video này, anh em cho em xin một nút like video và một nút đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển lên. Và khi mà các bác đăng ký kênh ý, thì em lên clip báo giá các hàng clip hàng ngày thì nó sẽ hiện lên và các bác sẽ là người được xem đầu tiên các bác nhá. Và chọn lựa hình thức mua hàng thì các bác cũng biết rồi, ở Hà Nội thì qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Di Động MV theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xe máy. Em mở cửa từ 9:30 sáng cho đến 5:30 chiều, buổi tối em không mở cửa nha các bác nhá. Buổi tối em còn về quay video, sắp máy, soạn máy, test máy các kiểu thì em mới lên được clip, nên là buổi tối em không mở cửa hàng. Đấy, còn hình thức mua hàng thứ hai là các bác xem video thích trước nào, các bác cọc tiền rồi đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và hình thức mua hàng thứ hai là hình thức mà bên em bán nhiều nhất các bác nhá. Đấy, cái lượng máy bán trực tiếp nó chỉ bằng gọi là số lẻ của cái lượng máy em gửi đi tỉnh thôi. Những đơn hàng mà dưới 10 triệu thì cọc 300, trên 10 triệu thì cọc 500 các bác nhá. Ok, bây giờ em giới thiệu những sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm qua thì em đã lên sóng cái dòng 22 Ultra, phải nói các bác ngày hôm qua đã lên sóng bay 5-6 cái luôn. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu theo thứ tự lần lượt từ máy rẻ tiền, sau đó tăng dần lên máy cao tiền các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên xem nào, rẻ tiền hôm nay rẻ nhất là con gì nào? Samsung A32 chắc chắn là rẻ nhất rồi. A32 thì em vẫn còn khoảng tầm gần chục cái nữa. Đấy, Galaxy A32 đây, vẫn còn phiên bản này là phiên bản màu đen, màu trắng và màu tím. A32, phiên bản này phiên bản của Hàn Quốc, hình thức 98-99%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy A32 màu trắng, màu tím và màu đen các bác nhá. Có những cây màu đen có nguyên cả siêu viền ni lông dưới bóng này các bạn này. Con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một quả màn hình AMOLED kích thước rộng 6,4 inch. Và phiên bản này là phiên bản RAM 4/64GB. Đấy, thiết kế đẹp, cấu hình thì là 4/64GB và pin 5000, phù hợp cho những anh em lại dùng Zalo, Facebook hoặc lại dùng xem phim thì ok, nghe gọi các kiểu thì pin bền. Đấy. Con này thì cấu hình ở mức độ vừa phải, giá thì có hơn 2 triệu thôi. 2.600.000 các bác nhá. Samsung Galaxy A32 bản Hàn Quốc, 2.600.000, màu đen, màu tím và màu trắng. Sản phẩm thứ hai trong cái tầm tiền hơn 2 triệu nhá thì Samsung Galaxy A13. A13 này hiện tại thì em cũng còn một ít nữa, A13 chắc cũng còn gần chục chiếc nữa các bạn. A13 phiên bản Hàn Quốc, con này thì RAM 4/64GB, còn màu đen và màu trắng các bác nhá. Vẫn còn một ít nữa, màn hình con này khá là to này các bạn này. Đấy, khá to, lồi đồng cua đá phù hợp cho những cái bác quăng quật các kiểu thoải mái nhá. Đấy, pin có 5000, RAM 4GB, bộ trong là 64GB, Samsung Galaxy A13. Em đã bán cho các bác là 2.500.000 nhá, 2.500.000. Một cái sản phẩm tiếp theo chính là con Samsung Galaxy A23. A23 thì em còn đúng 3 chiếc cuối cùng, là một chiếc màu xanh, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Con này thì RAM 4GB, bộ trong là 128GB. Tất cả các chức năng hoạt động ok, phiên bản Hàn Quốc thì đều là một SIM hết các bác nhá. Bản Hàn Quốc thì những cái con A13, A23 rồi A32 này đều là một SIM. Đấy, con này thì dùng tất cả các ứng dụng ngân hàng rồi Facebook, Zalo rồi VNID các kiểu thoải mái nhá. Con này thì phiên bản Hàn một SIM, pin 5000, màn hình to, RAM 4/128GB, giá hiện tại là con màu xanh và con màu trắng là 2.800.000 này. Còn con màu đen, lưng của nó hơi xấu một tí như clip em quay đây, là 2.600.000 nhá. Còn lại thì màn hình ok, màn hình sáng đẹp, chả có vấn đề gì hết. Tất cả các chức năng là hoạt động bình thường. Samsung Galaxy A23 giá hiện tại là 2.600.000 cho đến 2.800.000 là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Ấy thì vừa xong em đã giới thiệu nhanh nha các bác ba cái sản phẩm trong cái phân khúc từ 2 cho đến 3 triệu, chính là A13, A23, A32 là trong cái phân khúc mà dưới 3 triệu các bác nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu bác những cái dòng máy từ phân khúc từ 3 cho đến 4 triệu. 3 đến 4 triệu thì các bác sẽ được sở hữu cho em. Đầu tiên là em còn một cây Galaxy A52s duy nhất và cuối cùng. À, hôm qua một cây màu đen đó, nhưng cây màu đen hơi phẩy một tí. Thì còn một cây màu đen và cây này. Đấy, cây là A52s các bác nhá. Màu tím mộng mơ, hình thức máy tầm 96-97%. Tất cả các chức năng hoạt động ok, nguyên zin nguyên bản từ A đến Á các bác nhá. Màn hình thì sáng đẹp này, kích thước 6,5 inch, One UI 6.0 luôn, không đùa được các bạn. Mà giá thì có hơn 3 triệu thôi. Thực tế là với cái số tiền cực kỳ nhỏ luôn các bác nhá. RAM 6/128GB này, màn hình này còn màn hình AMOLED nữa. Và lại cái tần số quét lại còn 120Hz nữa, hơn 3 triệu bạc. Quá ngon luôn các bác nhá. Đấy, pin của nó pin 4500. Tất cả các chức năng là hoạt động ok, ngon bổ rẻ luôn các bác nhá. Samsung Galaxy A52s. Con này thì chip Qualcomm Snapdragon 765 và giá hiện tại là 3.500.000 này, một con Samsung Galaxy A52s. Một con máy trong tầm tiền hơn 3 triệu tiếp theo chính là con Samsung Galaxy A90 5G. A90 5G hiện tại thì em mới về được hai chiếc màu trắng ngọc tờ ring. Hai con này đều đẹp tầm 97 đến 98%.
mọi chức năng là hoạt động ok. A95G này thì các bác sẽ được sở hữu một con máy cầm rất đầm tay các bác nhá. Rất đầm tay luôn, chắc chắn đầm tay. Màn hình to kích thước 6,7 inch và màn hình của nó là màn hình AMOLED. Con này thì RAM 6GB và bộ trong là 128GB, chip Snapdragon là 855. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, mà một SIM phiên bản Hàn Quốc có hỗ trợ 5G, có hỗ trợ game của gọi. Một trong những con máy mà phải nói các bác bán cực kỳ là chạy. A95G này thì đến ngay phụ huynh nhà em đang dùng luôn. Giá là 3,4 triệu các bác nhá. 3,4 triệu. Tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Con này thì hàng cận cao cấp rồi. Đấy, ngày ra mắt thì nó lên tới 12 triệu nhưng bây giờ là 3,4 triệu là các bác đã mua rồi. Hơn 3 triệu quang quật các kiểu thoải mái, máy thì cực kỳ mượt luôn. Samsung Galaxy A95G phiên bản Hàn 3,4 triệu các bác nhá. Một cái sản phẩm hơn 3 triệu tiếp theo thì còn duy nhất một con Galaxy A71 bản Hàn này. Con này thì màu xanh. Đấy, A71 bản Hàn lưng hơi phẩy nhá, nhưng được cái màn hình đẹp. Màn hình 6,7 inch, RAM của nó RAM 8GB khá là ngon. 8/128GB, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Có hỗ trợ game cuộc gọi này. Đấy, pin của nó 4500, màn hình 6,7 inch, màu xanh. Con này giá hiện tại là 3,5 triệu các bác nhá. 3,5 triệu một con Samsung Galaxy A71 bản Hàn Quốc. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 3 triệu xem còn chiếc nào không. Hơn 3 triệu thì em đã hết rồi. Bây giờ em giới thiệu bác dòng máy trong tầm tiền hơn 4 triệu nha các bác nhá. Trên dưới 4 triệu thì đúng hơn. Samsung Galaxy S20 FE còn hai chiếc phiên bản màu trắng ngọc Touring trong cái tầm tiền mà hơn 4 triệu một tí này các bác này. 4,200,000 là các bác đã được sở hữu rồi. Hai con này đẹp tầm 98%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. S20 FE 5G, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc nhá. S20 FE này nó hay cái là cái gì? Nó hay cái là cái thứ nhất là máy được chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865. Cái hay thứ hai là cái màn hình của nó này. Màn hình của nó lên tới tần số quét 120Hz các bác nhá. Và màn hình của nó đương nhiên là màn hình AMOLED rồi. Màu sắc các kiểu chụp ảnh ok, ngon lành cảnh quất luôn. Cam trước cam sau đều LED luôn các bác nhá. Đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày các bác. Con này thì gồm 3 cam sau, một đèn flash này, sạc nhanh này, cũng loa kép luôn nhá. Loa kép này. Đấy, máy thì thiết kế của nó đằng sau là bằng nhựa, đằng trước bằng kính. Nói chung con này thì giá hiện tại là 4,2 triệu. Một con Galaxy S20 FE dùng cực kỳ mượt luôn. Giá 4,200,000 các bác nhá. Đấy thì trong cái tầm tiền hơn 4 triệu, sản phẩm thứ nhất chính là S20 FE. Sản phẩm thứ hai trong cái tầm tiền hơn 4 triệu ấy thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái lô Samsung Galaxy Quantum 3. Quantum 3 thì trong mấy ngày vừa qua bán cũng rất là chạy luôn, phải nói các bác cái mã này các bác mua về rất nhiều. Samsung Galaxy Quantum 3 như cái loại này em có đang có một vốc nha các bác nhá. Đấy, không chỉ là có một chiếc mà người ta gọi là có một vốc. Đây. Đấy, đây mới chỉ là 4 cái này, còn đây một vốc nữa này. Đấy, toàn Quantum 3 thì không có tay cầm nữa rồi, 2, 4, 6 cái nữa là đó 10 cái rồi nha mọi người. Chưa nói đến này màu trắng này. Màu trắng cho các bác xem một vốc nữa. Nhiều quá không cầm hết được các bác nhá. Đây, màu trắng này. Toàn Quantum 3 thôi. Quá nhìn nhiều chưa? Đấy, Galaxy Quantum 3. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Và phải nói các bác, đây chính là cái mã M53 tại Việt Nam thôi. Và thời điểm cái con này nó ra mắt ấy, giá nó khoảng loanh quanh chục triệu các bác nhá. Mà nó mới ra mắt thôi. Bây giờ mới có M54 là cái mã mới nhất bây giờ. Đấy, thì bây giờ con này là M53. Đấy, tất cả các chức năng là hoạt động ok, máy mỏng chưa các bác. Hình thức máy đẹp tầm 99%. Mọi chức năng là hoạt động ok, vân tay bên cạnh này, máy mỏng này, thiết kế đẹp này. Màn hình to, pin trâu, pin dung lượng lên tới nào các bác biết không? 5000 bây giờ các bác nhá. Đấy, màn hình to này. Các bác nhìn này, màn hình phê chưa? Lướt quét được các kiểu nhìn thoải mái luôn nhá. Máy thì mướt mượt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì con này chạy một cái màn hình là tần số quét của nó lên tới 120Hz. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc, có hỗ trợ game của gọi và hỗ trợ 5G đầy đủ nhá. Quantum 3 có hỗ trợ 5G, chính là con M536S này. Màn hình thì sáng trưng đẹp trong veo luôn. Nhà em thì công khai giá rồi. Đấy, nên là các bác mua nhà em thì cứ yên tâm. Tình trạng như nào thì em sẽ bán như thế. Và pin của nó là pin 5000. Con này thì tất cả các chức năng là hoạt ok, bộ trong là 128GB, lưu thoải mái luôn nhá. Đấy, tầm cỡ như kiểu phân khúc này thì nói chung là 128GB thì các bác lưu thoải mái luôn, lưu đến tầm 50GB ảnh thì đã tuyệt vời lắm rồi. RAM 8 128GB dùng chả có đơ lác hay đâu. Đấy, M53 hiện tại thì em có màu đen, màu trắng và màu xanh. Đấy, màu xanh thì cũng gần hết rồi, màu xanh hôm qua các bác lấy vội rồi. Đấy, còn có hai chiếc thôi, còn màu đen thì nhiều các bác nhá. Giá là cho các bác là giá hiện tại bây giờ đang là 4,2 triệu một chiếc Samsung Galaxy M53. Đấy, trong cái tầm tiền hơn 4 triệu các bác có thể lựa chọn chính là S20 FE hoặc Samsung Galaxy M53. M53 này con này nó mới ra thôi, cũng là dạng máy mới ra thôi các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, đầy đủ tiếng Hàn, nhiều bác không biết tiếng Hàn hay tiếng Trung nữa. Đấy, tiếng Oppa đấy các bác. Đây tiếng Hàn, bấm vào đây thì sẽ chuyển thành tiếng Việt thôi. Cái đấy rất là đơn giản.
Ok, thì đấy là cái Samsung Galaxy M53. Ngoài ra thì M53 em có những con màu trắng hàng phẩy này. Đấy, có những con màu trắng mà hàng viền nó phẩy một chút như này. Các bác nhìn chưa? Viền nó hơi xước viền như này các bác nhá. Thì những cây này 3,9 triệu. Màn hình thì bao đẹp cho các bác, bao full đẹp nhá. Sáng trong veo, máy thì zin nguyên bản từ Á luôn. Các chức năng hoạt động ok, chỉ có mỗi cái là cái viền của nó hơi phẩy tí thì 3,9 triệu này. Đấy, 3,9 triệu, viền hơi phẩy tí. Còn lại thì ok, ngon lành cành quất các bác nhá. Samsung Galaxy Quantum 3, giá 3,9 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Đấy, thì trong cái tầm tiền mà hơn 4 triệu thì các bác có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm đấy. Hoặc là hơn 4 triệu thì em có một cái mã nữa, chính là con Samsung Galaxy Note 15G. Hai con này em quay rất kỹ trên clip luôn để cho các bác nào chốt vào việc các bác nhá. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen, người ta gọi là 2D đấy các bạn. Con này thì tất cả các chức năng là hoạt động ok. Về hình thức máy thì tầm 97%. Mọi chức năng ok, ngon lành cánh quất các bác nhá. Đấy, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen. Đấy, con này thì màn hình được cái là sáng đẹp này. Trong veo không có ám mố, không lưu ảnh gì. RAM 12GB, bộ trong là 256GB. Màn hình 6,3 inch các bác nhá. Đấy, màn hình cong tràn viền 6,3 inch. Sáng đẹp trong veo, con này hết pin rồi, con đỏ hết pin rồi các bạn. Zin từ A đến Á luôn. Giá hiện tại em đang bán cây này với cái giá đang là 4,3 triệu. Trong cái giá này thì đã bao gồm đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình rồi các bác nhá. Đấy, Samsung Galaxy Note 15G phiên bản Hàn Quốc. Hơn 4 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc. Sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 4 triệu thì em sẽ giới thiệu các bác xem nào, còn con nào nữa không. Hôm nay thì hơn 4 triệu hết rồi, hơn 4 triệu có từng lấy mã rồi. Sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền loanh quanh 5 cổ đi, Note 25G có đúng 2 chiếc cuối cùng. Phải nói các bác là cái dòng Note 20 này, các bác hôm trước các bác xem một vốc luôn. Hôm nay có đúng 2 cái cây bản Hàn Quốc thôi, chứ cũng chẳng còn nhiều. Một chiếc bản Hàn, một chiếc màu đồng và một chiếc màu đen. Con màu đồng này thì về cấu hình trước đi, màn hình 6,7 inch. Con này thì chip Qualcomm 865. Note này thì có bút Epen loa kép sạc nhanh các bác nhá. Đấy, màn hình 6,7 inch và bộ trong 256GB RAM 8GB, bản Hàn Quốc 1 SIM. Đấy, bản Mỹ thì hiện nay em đã hết hàng rồi nhá. Bản Mỹ không còn một chiếc nào nữa. Đấy, con này bản Hàn Quốc 1 SIM này. Đấy, một chiếc màu đồng, máy thì được tầm 97%. Hình thức cũng phe phải một chút thì cây này giá hiện tại em được bán là 5 triệu này. Một con Note 20 dùng còn quang quật thoải mái luôn. Con này thì hàng flat ship rồi, dùng không có đơ lát gì các bác nhá. Cây màu đồng giá 5 triệu. Ngoài ra có một cây màu đen 4,8 triệu. 4,8 triệu thì cây này viền nó hơi xấu này các bác nhìn chưa. Đấy, viền nó hơi phẩy tí thôi, nhưng màn hình nhá, sáng đẹp này. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Màn hình thì sáng trưng, đẹp trong veo. Con này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 4,8 triệu này. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, Samsung Galaxy Note 25G phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. Đây còn có đúng 2 chiếc thôi, mà bản Mỹ thì hết sạch hàng. Và một cái sản phẩm thanh lý, con này là một con S20 Ultra hàng thanh lý này. Một con máy có một cái quả camera 100x là cái thứ nhất. Con này thì S20 Ultra một con màu xám nhá. Đấy, bản Hàn Quốc hàng thanh lý, màn hình của nó là 6,9 inch. Phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc có 5G, ghiêm cuộc gọi. Đấy, pin của nó 5000, RAM thì là 12, bộ trong là 256GB. Nói chung cấu hình con này thì khỏi phải đọc nhiều các bác nhá, bởi vì nó quá là ngon rồi. Cái cấu hình thì cực kỳ là ngon và đẳng cấp. Con này thì tại vì sao mà em đang bán cho các bác chỉ có 5 triệu thì em nói luôn là nó có bị như này. Màn hình của nó đây bị cái khuyết điểm là các bác nhìn này. Đấy, có các bị phim này nhá. Cái này thì máy này là máy do nó ép kính nên nó bị như này. Đấy, con này là ép kính nhá. Đấy, ép lại cái kính kia, cái kính nó bị vỡ ấy, người ta ép lại thì nó bị cái phim như này. Đấy, nó bị phim như này và nó bị bọt một tí như này này. Thì cây này em thanh lý cho các bác. Đây, cây này bị bọt một tí này. Thực tế là cũng rất là khó nhìn và cái này thì cực kỳ lành nhá. Đây, cái góc này bị bọt một tí này, bị bọt màn hình tí. Nhưng mà không ảnh hưởng gì và cực kỳ lành, bao lành nha các bác luôn. Đấy, nó bị bọt một tí khi mở lên dùng gần như chả thấy gì cả. Đấy, con này thì hiện tại giá em thanh lý cho các bác 5 triệu. Nhưng ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác 4,8 triệu nhé. Đấy, cây này thanh lý 4,8 triệu vì hôm trước em không phát hiện ra là có một cái bọt ở đây. Đấy, không biết là có một cái bọt ở đây thì em bán 5 triệu. Nhưng hôm nay có cái bọt thanh lý 4,8 triệu. Đấy, 4,8 triệu. Một con S20 Ultra bản Hàn Quốc thanh lý rẻ các bác nhá, 4,8 triệu để cho các bác trải nghiệm. Những cái bác mà chạy ứng dụng này, chơi game lướt web thì các bác chơi con này thoải mái luôn. 4,8 triệu quá rẻ các bác nhá. Đấy, dùng còn thoải mái, nó chả bao nó hỏng đâu. Mấy ngày em quên đấy, không quay đến con này. 4,8 triệu S20 Ultra. Sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu đi. Hơn 6 triệu thì em có một cái mã Samsung Galaxy S21 Plus bản Hàn Quốc. 21 Plus bản Hàn Quốc thì hiện nay còn đúng 3 chiếc cuối cùng, không còn nhiều hàng nữa các bác nhá. 3 chiếc cuối cùng là hết hàng này. Hai chiếc màu này là màu gì nhỉ? Màu hồng lam tính và một chiếc màu tím mộng mơ. Còn đúng 3 cái cuối cùng này thôi. Đấy, có bác nhìn là hình thức máy đẹp tầm 98%, máy nguyên zin từ A đến Á luôn các bác nhá. Đấy, thì còn 3 cái cuối cùng, bác nào chốt múc ủng hộ em Note này.
Con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một quả màn hình, ô toàn hết pin này. Ở đây còn một cháu này còn pin nữa. Một quả màn hình AMOLED 6.7 inch, các bác nhìn đẹp chưa? Cái màn hình của nó màu sắc cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, độ mượt thì khỏi bàn rồi, 120Hz. RAM thì 8GB, bộ trong là 256GB. Đấy, con này thì phiên bản Hàn Quốc có hiêm cuộc gọi, có hỗ trợ 5G. Và camera của dòng này thì là một trong những cái dòng mà em đánh giá cực kỳ cao về cái chất lượng camera 21 Plus các bác nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động ok, ngon lành cảnh quất, không có một cái lỗi lầm gì hết. Samsung Galaxy S21 Plus 5G bản Hàn Quốc, giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6.300.000. Trong cái giá này thì đã bao gồm đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình thôi. Đấy, thì đợt này thì mấy ngày vừa qua thì phải nói các bác là ngày hôm qua là cái ngày 25 tháng 7 em lên sóng ấy, bay 20 cái các bác nhá. Bay 20 chiếc luôn, phải nói các bác là các bác lấy rất là nhiều. Gói gói hàng mỏi tay luôn, 20 cái điện thoại gửi đi ấy, không phải đơn giản đâu các bác. Mỗi một chiếc gửi đi gói phải đến tầm 20 phút mới xong. Và trước khi gửi đi là phải test sim, test sóng, test đủ thể loại loa mic rồi các thể loại em mới gửi đi cho các bác nhá, chứ không phải cứ thêm em gửi đi ngay đâu. Nên là nó cực kỳ mất thời gian luôn. Và ngày hôm qua phải nói các bác ủng hộ cũng khá là nhiều. Đấy thì các bác nhìn cái lượng hàng, những cái mã linh tinh S15G rồi những cái một số mã S21 5G, những cái mã toàn hết hàng, sạch hàng thôi. Rồi lốt 20 các bác nhìn còn có đúng 2 chiếc. Rồi S22 Ultra rồi S23 Ultra bay vội đi trong mấy ngày, các bác lấy rất là nhiều luôn các bác nhá. Đấy thì dòng 21 Plus em còn 3 chiếc phiên bản Hàn Quốc như vậy. Còn ngoài ra nếu bác nào mà dùng 2 sim thì em còn 2 chiếc phiên bản của Mỹ. Đây, 2 chiếc bản Mỹ màu tím mộng mơ, 2 sim 2 sóng nhá. Qua có con màu đen thì các bác lấy rồi. Đấy, 2 chiếc bản Mỹ này. Các bác nhìn này, nó giá thì có rẻ, có 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, một con 21 Plus mà có 5 triệu rưỡi thì phải nói các bác là nó quá rẻ luôn. Thì đương nhiên hình thức của nó sẽ hơi phẩy một tí nhá. Chứ còn nó chả có làm sao cả. Đây, hình thức của nó thì hơi viền, của nó hơi phẩy một chút. Đấy, còn lại thì ngon lành cảnh quất, không một lỗi lầm gì. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. 2 sim 2 sóng, chip Snapdragon 888 này, pin 4800, nói chung dòng 21 Plus này thì pin khá là tốt, 4800, RAM 8GB, bộ trong là 128GB đối với phiên bản Mỹ này. Đấy, hai chiếc này có giá có 5 triệu rưỡi thôi. Đấy, rẻ ngang với con S21 thường các bác nhá. S21 nhỏ, 5 triệu rưỡi là các bác đã được mua một chiếc Samsung Galaxy S21 Plus bản Mỹ rồi. Và trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu thì xem còn mã nào nữa không nhỉ? Hơn 6 triệu đã hết sạch hàng rồi các bác nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu những cái siêu phẩm của cửa hàng điện thoại Di động MV này. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho bác một con 22 Plus cuối cùng. 22 Plus, một con máy vuông vắn, đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính và thiết kế theo phong cách phẳng các bác nhá. Đấy, con này thì bản Mỹ 2 sim 2 sóng này, hình thức viền hơi xước này. Đấy, viền hơi xước một tí thôi nhưng màn hình ok chưa các bác. 22 Plus các bác nhá. RAM của nó là RAM 8, bộ trong là 128GB, tất cả các chức năng là hoạt động ok. 22 sim 2 sóng, hỗ trợ 5G, pin của nó pin 4500, chip 8 Gen 1, camera chụp ảnh đẳng cấp đẹp đẽ luôn. Còn này giá hiện tại em đang bán cho các bác là giá cây này hiện tại là 7 triệu rưỡi này. Một cây Galaxy S22 Plus 7 triệu rưỡi. Sản phẩm tiếp theo chính là S21 Ultra. 21 Ultra thì hàng hôm nay lại về một đống luôn để phục vụ các bác nhé. 21 Ultra hôm qua thì có đúng 2 chiếc, các bác lấy hết cả 2. Hôm nay lại tiếp tục về hàng Samsung Galaxy 21 Ultra. Hàng mới cứng 99.69% để phục vụ các bác. Hôm nay thì hàng lại về tiếp này, 21 Ultra. Nói chung là trong cái phân khúc mà tầm tiền từ 8 đến 9 triệu ấy thì 21 Ultra nó là số 2, chắc chẳng có nào dám nhận là số 1. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái thiết kế của nó đẹp. Cái thứ hai, đây, hôm nay về một sấp luôn này. Một đống luôn nhé, toàn 21 Ultra rồi. Đây em cầm vài con ra để em quay cho các bác. 21 Ultra hôm nay lô hàng mới về, bản của nó là bản Mỹ. Nếu mà nó nhận là số 2 thì chẳng có nào dám nhận là số 1. Vì đầu tiên là cái thiết kế của nó cầm rất đầm tay, chắc chắn khỏe khoắn các bác nhá. Cụm camera này, đấy, cụm camera này là camera 100x. Phiên bản này là phiên bản của Mỹ, đấy, phiên bản USA, 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G. Đấy, hàng mới về xong, đầy đủ tất cả tiếng Việt C-Play, mai em sẽ áp dụng quốc tế nhá. Con này thì 2 sim 2 sóng này hỗ trợ 5G này, màn hình sáng trưng, đẹp trong veo, kích thước màn hình của nó là 6.8 inch 2K+ và 120Hz. 2 sim 2 sóng chip Qualcomm. Pin 5000, nói chung là pin trâu, màn hình to, cấu hình cao. Đấy, RAM 8 128GB các bác nhá. Con này thì hiện tại em đang bán cho các bác là 8.890.000. Trong cái giá này thì đã bao gồm đầy đủ sạc cáp nhanh, ốp lưng và dán màn hình rồi. 8.890.000. Anh em nào chốt mà kết cái dòng này thì các bác nhắn tin cho Di Động MV qua cái số hotline này các bác nhá. Đấy, số Zalo này thì lúc nào em để đây để cho các bác tiện theo dõi. Và các bác nhắn tin Zalo thì các bác phải lưu ý một điều là cái số của em là 003229. Rất nhiều bác cứ hay nhắn là 0911 này, 033229 là sai nhá. Anh em nhìn kỹ một tí này. Đấy, khi mà nhắn tin là 0911 003229 mới là đúng.
Đấy, số nhà em chỉ có một cái số trên cái kênh này, chỉ có đúng một số Zalo duy nhất thôi, ngoài ra không có một số nào khác. Và cái tên của Zalo của em là ZMV Mít Vượng nha. Đấy, thì là các bác nhắn tin cái số qua cái số Zalo này mới là chính xác, còn người ta một cái tên khác là nó không đúng nhá. Và cái sản phẩm S21 Ultra này thì em đang có một cây hàng zin phẩy rẻ hơn được khoảng 1 triệu so với cây kia. Cái này thì 21 Ultra màu trắng bạc. Đấy, bản của Mỹ, cam sau các kiểu ok, hình thức thì hơi phe phẩy nhẹ một tí trên viền. Còn lại thì chả có làm sao hết, tất cả các chức năng hoạt động ok. Giá thì có 7.900.000 một con 21 Ultra. Nói chung là con này thì cầm rất đầm tay, chắc chắn. Màn hình to, cấu hình cao, giá 7.900.000 các bác nhé, Samsung Galaxy S21 Ultra. Và trong cái khoảng tiền tầm tiền mà trên 8 triệu thì em còn một cái mã nữa. Hôm qua về được hai cây bản Samsung Việt Nam thì bán hết cả hai rồi. Đây chính là con Galaxy Lốt 20 Ultra. Hôm qua thì em có về được mấy cây bản Samsung Việt Nam. Phải nói các bác cái mã này cứ về đâu hết sạch đấy luôn, không kịp. Gọi là chưa kịp quay các bác đã lấy hết rồi. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho các bác cái lô Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra. Hàng nay new đẹp 99,69%. Hiện nay thì đầy đủ hai màu luôn, màu đen và màu đồng các bác nhé. Các bác nhìn cái dòng này đúng xứng đáng là hoa hậu chưa? Phải nói các bác cái thiết kế của nó này phê chưa? Đấy, cụm camera zoom 50x, độ phân giải 108 megapixel, máy thì thiết kế đằng trước đằng sau đều bằng kính. Và cái phê tiếp theo của nó chính là cái quả màn hình này này. Đấy, cái quả màn hình của nó các bác nhìn nó cong tràn viền 6.9 inch, 2K+ và 120Hz. Nhìn cái quả màn hình thôi đã thôi rồi, lượm ơi rồi. Hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin của nó pin 54.500, RAM thì là RAM 12/128GB. Cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Hiện tại thì giá em đang bán cây này với cái giá là 8.600.000 các bác nhá. À, chip Snapdragon 865, hai sim hai sóng và hỗ trợ game, không có hỗ trợ game của gọi, sorry các bác. Hai sim hai sóng và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài mới là chính xác hơn các bác nhá. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là anh em muốn bộ nhớ trong nhiều ấy thì các bác ngoài dùng được hai sim ra, các bác có thể cắm thêm một cái thẻ nhớ vào nữa. Hỗ trợ lên tới 1T thì anh em cứ lưu thoải mái đi, kẹt bô đi. Đấy, không sợ hết các bác nhá. Và thiết kế con này thì nó là thuộc top đẳng cấp rồi. Đấy, Lốt 20 Ultra các bác nhìn này. Còn Lốt kể để ra nhìn này. Để nhìn con Lốt ta nhìn nó thấy nó đẹp rồi. Phải nói các bác cầm con này trên tay nói cực kỳ phê và đẹp. Mà giá tiền thời điểm này quá hợp lý luôn. Các bác đi mua mấy cái quan tầm trung làm cái gì? Trong khi một con Lốt 20 Ultra nó đẹp nét nền nẹt như thế này mà giá chỉ có 8.600.000 thôi. Các bác đi mua mấy cái con M54, M55 làm gì? M55 hình như là còn gần chục cả chục triệu cơ. A54 bây giờ cũng phải 9 triệu rồi. Trong khi các bác làm con Lốt thế này quá ngon, bổ rẻ, loa kép sạc nhanh, đố các bác kiếm được ra được một con tầm tiền mà khoảng 10 triệu mà màn hình cong, độ phân giải màn hình 2K, tần số quét 120Hz ngon như thế này các bác. Loa cả dòng Lốt này thì nghe nhạc cực kỳ phê luôn các bác nhá. Con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8.600.000, một con hàng flagship, giá chỉ như một con hàng tầm thấp thôi. 8.600.000, có màu đồng và màu đen, đầy đủ hai màu để cho các bác lựa chọn nhé. Bác nào chốt mà kết con nào thì anh em vào việc qua cái số Zalo này để vào việc. Và một cái sản phẩm siêu phẩm mà bên em đang bán rất là chạy trong mấy ngày vừa qua thì phải nói các bác là S22 Ultra thì không thể nào mà quên được rồi. Nhiều bác cứ hỏi em còn hàng hay không, thì còn hàng hay không thì các bác cứ xem video vào các clip buổi tối hàng ngày. Thế nên là các bác mới phải đăng ký kênh lại để theo dõi. Đấy, không đăng ký kênh thì nó trôi đi mất. Bây giờ anh em mà muốn xem hoặc nhiều bác thì đam mê công nghệ thì các bác xem cho vui cũng được, thì các bác cứ đăng ký kênh lại. Còn bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác cứ nhắn tin Zalo cho bên em để vào việc. Bên em thì tình trạng như nào thì em báo luôn. Và một ngày thì em bán đi rất là nhiều, tình trạng ra sao, cấu hình ra sao, đấy, giá cả như thế nào thì em báo rõ trên clip luôn chứ không có úp mở gì cả. Nên là người lọ không có cái chuyện là người mua đắt, người mua rẻ, đấy là cái việc không có các bác nhá. Giá là giá chung, giá chuẩn. Đấy, báo chuẩn trên clip đấy luôn. Gặp trực tiếp đến cửa hàng hay gửi online thì giá đều như vậy, không thay đổi các bác nhé. Đấy, để cho gọi là có sự công bằng giữa việc là bán online và việc đến trực tiếp. Thì con này là một con Galaxy S22 Ultra, các bác nhìn nó đẹp chưa? Trong cái khoảng tiền hơn 10 củ thì S22 Ultra đố các bác tìm đâu ra được một con máy hàng phân khúc tầm trung, tầm 13-14 triệu đổ lại mà ăn được nó, một góc của nó thì đã không nổi rồi các bác nhé. Con này là một con Galaxy S22 Ultra phiên bản Mỹ, hàng mới 99,9%, hàng nay new, có 3 màu là màu đỏ, màu trắng và màu đen. Hiện tại thì em đang về được 3 màu, nguyên siêu viền ni lông dây bóng, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Máy nét nền nẹt luôn, có bút S Pen là cái thứ nhất, loa kép sạc nhanh là cái thứ hai, hai sim hai sóng, màn hình cong 6.8 inch, 2K+ và 120Hz là cái thứ ba. Đấy, các bạn nhìn chưa, màn hình phê chưa. Qua này thì
camera thì rung chị hàng xóm 100x nhá, cụm camera này đấy, 100x không đùa được các bác. Hiện tại thì màu đen, màu trắng và màu đỏ, giá hiện tại đối với cái hàng đẹp keng như này, phiên bản của Mỹ em bán có 10.900.000 thôi, 10.900.000, mà trong cái giá này đã bao gồm bộ sạc cáp này, ốp lưng này, dán màn hình. Đấy thì bản 128GB thì em còn 3 màu, màu đen, màu trắng và màu đỏ nha các bác nhá. Đấy, hôm qua thì em bán 4 con 128GB này và 2 con 512GB. Ngày hôm qua các bác nhá bán 6 con Samsung Galaxy S22 Ultra. Phải nói các bác lấy rất là nhiều luôn. Vì tầm này nó vừa tiền các bác, trong cái tầm tiền hơn chục triệu này, nó vừa tiền mà các bác đi mua mới mấy con tầm 12 13 triệu không lên hồn gì đâu các bác nhá. Trong khi một các bác quất một con hàng flagship này về dùng, thứ nhất là cái thiết kế nó đẹp. Các bác nhìn nó đẹp chưa? Cầm con 22 Ultra này nó đẳng cấp hơn nhiều so với mấy con hàng tầm trung, mà giá mà nó hàng nó đẹp cũng khác gì cái máy mới đâu. Giá thì hiện tại cũng rất là hợp lý, 10.900.000 tặng đầy đủ sạc cáp, ô lưng và giá màn hình, màu đen, màu trắng và màu đỏ các bác nhá. Phiên bản 128GB, đây màu đỏ này có còn vài chiếc này, màu trắng có vài chiếc này, màu đen có vài chiếc nữa. Nói chung là bản 128GB thì đợt này về khá là nhiều. Sản phẩm thứ hai 9S22 Ultra nhưng nó là phiên bản 512GB thì về nhiều quá các bạn, về nhiều quá. Nói chung là màu đỏ này hôm trước mấy bác quất phải tìm bằng được màu đỏ, hôm qua về phát bay hai chiếc luôn, một chiếc màu qua bay, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ các bác nhá. Con này thì 512GB, hàng mới cứng cựa 99.9%, phù hợp cho những cái bác mà gọi là thích quay video, thích chụp ảnh, vay video ấy thì nhiều ấy, thì các bác chơi cái phiên bản Mỹ 512GB này cho em. Đấy, có màu đỏ mận này, màu đỏ này đỏ gọi đỏ, đỏ mận hoặc đỏ tím được các bác nhá. Màn hình thì 6.8 inch, nói chung là nó chả khác gì một con máy mới và nó là hàng này new, đẹp tầm 99.69%, tất cả các chức năng là hoạt động ok, hai siêu hai sóng, máy điểm đã test hết rồi. Đấy, ngày hôm qua hàng mới về hôm qua xong chứ cũng chẳng phải về lâu đâu. Đấy, ngày mới về hôm ngày hôm qua này, đấy, test sim, test sóng các kiểu các bác nhá. Camera rồi máy up room quốc tế này, hai sim hai sóng này, loại tất cả những ứng dụng rác, ứng dụng thừa. Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi em là có dùng máy Mỹ với máy Hàn có tiếng Việt hay không, là cái câu hỏi thứ nhất nhá. Tiếng Việt là cái điều cơ bản rồi, các bác nhìn này, full tất cả tiếng Việt, Mỹ hay Hàn thì nó đều phải có tiếng Việt thì mới dùng được chứ, không có tiếng Việt thì làm sao mà dùng được. Cái thứ hai là cái câu hỏi thứ hai mà các bác hay hỏi nhiều ấy, là có dùng được mấy cái ứng dụng ngân hàng hay không. Đấy, cái đấy nó không dùng được thì dùng cái gì. Đấy, bao cho tất cả các bác là dùng full tất cả ứng dụng ngân hàng nha các bác nhá. Chứ còn dùng ngân hàng bây giờ không dùng được thì máy dùng cái gì bây giờ. Đấy, ngân hàng là cái cơ bản nhất mà phải dùng được các bác nhá. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba ấy, nó có dùng được cái VNID hay không, thì em nói luôn là dùng ok hết nhá. Và bao cho các bác dùng full tất cả các ứng dụng luôn, chứ không nói gì mấy cái ứng dụng đấy, để cho nó ngắn gọn xúc tích ấy, là bao cho các bác dùng tất cả các ứng dụng trên CH Play đều ok hết nhá. Cứ CH Play tải được cái ứng dụng gì thì anh em về dùng được cái ứng dụng đấy. Thì con này hiện tại thì nó bao full hết nhá, không có vấn đề gì hết. Nói chung chả khác thì một con máy tại Việt Nam, mà chip của nó lại ngon. Và Việt Nam thì toàn chip toàn RAM 8 128GB thôi, trong khi con này RAM 12 512GB, giá hiện tại là 13.500.000. Trong cái giá này thì bao gồm sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình, màu đỏ mận này, màu đen và màu xanh. Đấy, hiện tại thì màu 512GB thì em có 3 màu như vậy, là màu đỏ mận là một, màu đen và màu xanh nhá. Có cả màu xanh này. Đấy, màu xanh, màu đen, nói chung mỗi một màu nó có một cái nét đẹp riêng, màu xanh, màu đen, màu đỏ mận. Giá hiện tại em được bán cho các bác là 13.500.000. Trong cái giá này thì đã bao gồm sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình rồi. Đấy, anh em nào mà kết mà chốt con nào thì các bác nhắn tin Zalo cho bên em để đặt hàng các bác nhá. Đấy, hàng Samsung Galaxy S22 Ultra em về rất nhiều để phục vụ các bác luôn. Và một cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì các bác cũng biết rồi, chính là cái siêu phẩm S23 Ultra. 23 Ultra bản Mỹ, em còn đúng một chiếc cuối cùng Samsung Galaxy S23 Ultra bản Mỹ. Hàng nguyên siêu viền ninông giấy bóng đẹp 99%. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đây chính là một con 23 Ultra phiên bản của Mỹ này. Đấy, các bác nhìn nó phê, nó đẹp chưa? Đấy, 256GB cụm camera của cái thằng 23 Ultra này ấy, nó sẽ to hơn là cái thằng 22 Ultra các bác nhá. Đấy, nếu mà các bác nào mà cầm trực tiếp thì các bác sẽ cảm nhận được. Và cái cạnh của nó sẽ hơi vuông hơn một tí so với cái thằng 22 Ultra. Và con này là một con bản Mỹ nguyên siêu viền 4 mặt luôn. Siêu viền 4 mặt nhá, mặt trên, mặt dưới này, mặt hai bên hông. Nguyên siêu viền ni lông giấy bóng các bác, đẹp không một vết xước luôn. Màn hình này. Đấy, nguyên siêu hãng luôn. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Con này màn hình của nó là 6.8 inch, 2K cộng và 120Hz này. RAM 8GB nhá. Đấy, bản Mỹ này chỉ có RAM 8 thôi. 8/256GB và chip 8 Gen 2. Thực tế thì RAM 8 của bản Mỹ này thì dùng nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều đâu. Đấy, về cơ bản thì nếu mà RAM 8 với RAM 12 về cơ bản nó không thay đổi các bác nhá. Bởi vì chip Qualcomm 8 Gen 2 và kết hợp màn 120Hz nữa, lại còn cái màn hình 2K cộng 120Hz này nữa thì quá là ngon rồi. Camera thì zoom 100x và độ phân giải là 200 megapixel. Đối với phiên bản Mỹ này em đang bán cho các bác là
16,8 triệu nhá. 16,8 triệu một con hàng mới cứng cựa 99,9%, nó không khác gì một chiếc máy mới. Còn ngoài ra em có hai chiếc phiên bản của Hàn Quốc, hai con này thì nó là hàng siêu lướt, nghĩa là hàng nó không còn như siêu nhưng mà nó đẹp 99%, gần như là rất ít sử dụng đến. Thực tế thì cái con này đúng là nó còn siêu nhưng mà nó siêu của nó cũ quá, em mới lột đi rồi các bác nhá. Đây là lột mới lột siêu đi xong. Đấy, thì hai con này nó còn siêu nhưng cái siêu của nó trông lem nhem, em lột đời ra. Đấy, còn lại thì nó mới đét luôn, máy zin từ A đến Á luôn, bao zin 100% cho các bác nhá. Con này tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, Galaxy S22 Ultra các bác nhìn phê chưa? À 23 Ultra. Hiện tại thì em còn một chiếc màu trắng và một chiếc màu hồng nhạt. Các bác nhìn thấy mỗi một màu nó có một cái nét đẹp riêng, màu trắng, màu hồng nhạt nhá. Màn hình thì 6,8 inch 2K cộng, các bác nhìn quả màn hình của nó đã thấy nó đẳng cấp rồi. Cập nhật thì cứ One UI mới nhất mà chơi thôi. Đấy, con này thì nó hỗ trợ tối đa rồi các bác nhá. Mà camera 100x, máy này thì được RAM 12, bản Hàn thì được cái RAM 12, còn là bản Mỹ thì RAM 8 thôi. Nhưng mà con này thì nó là hàng 99%, còn con Mỹ kia là 99,69%. Đại loại là nó chỉ có 0,69% thôi, nó đã chênh nhau thì nó về độ đẹp rồi các bác nhá. Con này thì hàng 99%, gần như cũng chẳng có vết xước nào cả. Đấy, nó chỉ có mỗi cái là nó không có siêu thôi, còn lại con nó chả có làm sao cả. Còn lại thì con kia là 99,69%. Giá hiện tại cây này cũng là 16,8 triệu, à 18 triệu. À sorry. 16,8 triệu các bác nhá. 16,8 triệu. Có hỗ trợ 2 SIM 2 sóng này và hỗ trợ game của gọi thì các bác quất bản Hàn Quốc. Còn bản Mỹ kia là 2 SIM nhưng mà không hỗ trợ game của gọi. Đấy, và nhưng được cái bản Mỹ nó là đẹp nét này nẹt. Thì hai con này hiện tại em đang bán cho các bác là 16,8 triệu, phiên bản Samsung Galaxy S23 Ultra. Và đây cũng là mã máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cho các bác. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác đăng ký kênh lại để theo dõi. Và các bác đặt hàng qua số Zalo 0911003229. Clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.